chóng rồi. Nguy hiểm quá. Xin chào các bạn, rất vui gặp lại các bạn trong kênh YouTube mình nha. Hôm nay thì mình cũng dẫn tiếp tục lại cái giờ mở cống để quay cho các bạn xem tàu ghe qua cống nha. Thì cũng như cái thời điểm bây giờ thì mình đi đâu mình cũng phải mang khẩu trang đi ra ngoài nha các bạn. Chút nữa thì mời các bạn mấy anh em cùng xem những ngày tiếp tục của tàu ghe qua cống. Bây giờ thì mình mời các bạn mấy anh em cùng khám phá cái cống này một vòng nha. Hôm nay thì mình ở dưới chân cầu, chân cống dòm lên cho các bạn xem này. Đây thì cống này nó có 3 cửa ha. Cái chiều cao của nó thì theo mình được biết là 4m5, chiều ngang của nó là 22m này. Đây là một cửa nè. Đó, trước giờ mở cống đấy, chưa mở ha. Đây, cửa này là chút nữa là mở cửa chính này. Đấy, cái này cũng vậy, là chiều ngang là 4m5, chắc là chiều cao 4m5, xin lỗi. Chiều ngang là 22m ha. Phía đằng kia cũng một cửa. Các bạn thấy không? Thường thường là mình đứng trên mấy cái cục gu mà trắng trắng đó. Mình đứng trên đó mình quay cho các bạn xem. Còn ở dưới này là dưới những cái giờ mà người ta chưa mở cống này, ghe tàu ta đậu rất là nhiều. Ở đây thì có mấy cái chiếc vỏ đậu chân vịt đưa lên này, nửa cánh này, các bạn thấy nó to ghê chưa? Rất là bự nha. Đây nữa nè. Đó. Bên kia nữa. Thì hôm nay thì bên này thì tàu kéo đậu rất là nhiều. Còn phía bên kia thì tàu ghe cũng như mỗi khi. Thì chắc theo mình nghĩ là khoảng tầm 1 giờ đồng hồ nữa sẽ mở cống. Thì mời các bạn mấy anh em cùng xem cái quá trình tàu ghe qua cống kịch tính hấp dẫn thế nào ha. Mình sẽ tham quan vòng vòng nha các bạn. Này có cái máy này hộp số dữ dội nha. Gắn trục bô. Có trục bô luôn nè. Hộp số to đùng luôn thấy chưa. Phía bên kia nữa nè, nhớt không. Đây thì giờ này vẫn chưa mở cống nha các bạn. Đây thì mấy cái chiếc đò chở khách qua này, các bạn xem mấy chị nữ nè. Đó, đi lên cái cầu thang này rất là vất vả ha. Đó. Đây cho các bạn xem em gái này sẽ đi qua cái này nè. Đó. Ôi xong rồi. Đó. Mặc quần jean các bạn. Đây là mấy cái chiếc đò để chuẩn bị đưa khách qua bên sông nè. Đò này chạy bên này xong bên kia xong nha. Đây một cô nữa này. Không biết có lên không nữa. Đây. Cái này rất là đẹp các bạn. Trước giờ chưa mở cống thì mình sẽ quay cho bạn xem. Đi cái này sẽ đau lòng quá ta. Đi cái này nhiều lần chắc xong luôn quá. Bây giờ máy cũng từ từ bước xuống nha. Rồi, chút nữa cho các bạn xem tàu ghe qua cống nha. Đây, bên đây nhìn lại này. Hồi nãy thì mình ở bên kia, bây giờ thì mình ở bên đây. Các bạn, đây thì cũng như mọi khi thì cũng vẫn là trước giờ mở cống thì tàu thuyền cũng đã tranh thủ ha. Hôm nay thì mấy anh không cho đi xuống dưới quay cho nên là cũng mình không có quay được cái lúc mà toàn cảnh tàu ghe vô cho các bạn xem rồi. Mình chỉ ở trên cầu thôi, các bạn xem có gì sót thông cảm ha. Thì bây giờ thì cống ở dưới này, mình đang đứng trên cầu ha. Cống ở dưới thì nước cũng đang đẩy này các bạn thấy không? Đây cái băng gòn cũng như mọi khi ha. Đó. Tàu ghe thì nước đang đạp vô nè, đang chuẩn bị tràn ra này các bạn. Từ trên nhìn xuống nhìn như một con robot khổng lồ ha. Đây thì hôm nay thì mấy anh sợ cái tình trạng dịch cúm gì đó nên anh không có cho đi xuống dưới quay này. Đây thì mấy chiếc tàu cũng chuẩn bị chạy này. Ở chiếc này ha, thì các bạn xem thông cảm cho mình nha. Thì hệ thống đã đẩy gần hết bên này các bạn. Các bạn thấy không? Chi tiết là ở trên cao nhìn xuống thì nó không được chi tiết ha, bằng mình đứng hai bên miệng cống thì nó rất là chi tiết hơn. Gác ghế này rất là nhiều. Bạn đây lục bình vẫn là cái thứ đi qua đầu tiên nhất nha. Đó. Bằng gòn này các bạn thấy chưa? Cũng như thường thi cũng như mọi khi ha. Mình các kết sẽ tràn qua ra biển. Đây các bạn thấy không? Tiếc quá, hôm nay mình được không được xuống dưới quay cho các bạn xem rồi.
Và thì bây giờ mấy anh phương tiện nhỏ này chuẩn bị điều kiện chạy qua ha. Chiếc này là sẽ chạy qua đầu tiên này, chiếc cano này. Chỉ được quay cái khúc đằng kia chạy lại cho các bạn xem thôi. Thì bắt đầu mấy anh đã chuẩn bị xuất phát rồi đấy các bạn. Ok, đằng kia dồn dập đằng kia kìa. Quá trời nhiều, bữa nay gió nhỏ ha. Kìa. Tiếc quá. Không còn cách nào hết. Đó, bắt đầu các bạn thấy chưa? Dồn một cục luôn đó. Kìa, dồn kìa. À, như một cục đua đã chuẩn bị đâu vào đấy các bạn. Đa số là mấy anh này chạy rất là ghê nha, mấy anh võ đò này này. Mấy anh võ đò chạy phức tạp lắm. Bắt đầu thì cái lệnh là khi mà Ben đẩy xuống 15 phút sau mới được qua ha. Chưa được qua, nhưng anh cũng bất chấp để vượt qua các bạn. Các bạn nhìn từ trên cao nhìn xuống kìa, rất là đẹp ha. Cục đua đã chuẩn bị đâu vào đấy. À, bắt đầu nha, các bạn xem nha. Vẫn chưa thấy gì. Nhìn cái khung cảnh này, ai cũng dơ chân dịch lên để quay vòng vòng vòng, cũng giống như đã chuẩn bị mọi thứ các bạn. Chỉ cần một cái tay nạp ra thôi đã tất cả đã dọt qua dèo dèo, nhìn rất là sướng. Bây giờ thì mấy anh mấy chị đã xuất phát này các bạn. Wow, nguyên một đoạn luôn đó không? Quá nhiều quá bạn. Các bạn nhìn trên từ trên cao này xuống, cái vỏ đó bị chết máy hay sao không ạ? Quá dữ nè anh chị rồi. Đầu nhất là mấy anh vỏ đò. Các bạn như một cuộc đua vậy. Mình không được xuống dưới quay cả toàn cảnh cái lúc mà tàu nó lên nguồn nước. Các bạn thấy em như một thầy kiến vậy. Ồ, tối kìa. Xe đó kìa, quá dữ à. Chạy nước dữ thì mấy chiếc này chở thẳm đó các bạn. Chiếc đằng kia kè 3, kè 4 luôn rồi. Ở đâu mà giống tảng ra như một phẩy ong vậy.
rồi. Vô cái trụ đó nữa.
đó trời, anh nghiến cái một xi măng nước nát, nước bọc nhập vô luôn đó. Tiếc là mấy anh không cho mình xuống dưới quay cho nên mình không được quay cái lúc đó cho các bạn xem. Rồi, vậy là chiếc xà lan nó đã bị bên mấy anh cảnh sát giao thông làm việc rồi. Lắng vô, lắng làng. Yeah, mấy anh ở phía sau cứ dồn dập lên nữa kìa. Lên ga nữa kìa. Oh, wow, mấy anh chạy dữ quá. Mấy anh ở phía này chạy dữ quá các bạn. Đây cũng là một ngày rất là nguy hiểm cho mấy chiếc xà lan nha. Ra bên kia thì vẫn đọc miệt mài mà mấy anh này không có chịu nghe lời các bạn. Mấy anh xà lan thì mình cũng dẫn đội đi vô đi trước không à. Đúng ra thì mấy anh xà lan phải nhường cho mấy anh xà lan, phải nhường cho mấy anh ghe nhỏ vô trước ha. Mấy anh xà lan thì cũng vẫn dừng. Còn phía sau rất là nhiều xà lan nha. Thì nếu mà xà lan mà đi qua mà va chạm vô mấy cái công trình cống thì cái đó là bên mấy anh quản lý cống phải giữ cái điều phương tiện lại ha. Dưới trưa nắng thì hai anh đứng ngoài nắng cầm cái cờ các bạn. Quá trời gió rồi. Đây chiếc xà lan mình để giữ á. Quá thứ chiếc xà lan thôi. Đây thì còn xà lan đang vô rất là nhiều rồi các bạn. Đây bắt đầu thì bây giờ thì tới giờ của xà lan rồi đấy. Quá nhiều xà lan nha các bạn. Có chiếc ghe vỏ lãi nhỏ lên nữa kìa các bạn. Rất là nguy hiểm cho mấy chiếc vỏ lãi nhỏ thế này nha. Xà lan này khá là bự nha. Chiếc này có khoảng tầm 300-400 tấn gì các bạn mà mình không biết nha. Máy gồ đã thì chết.